Thưa quý vị thưa các bạn, theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội thì vào tối ngày 15 tháng 10, tại các vị trí chốt trực lực lượng cảnh sát giao thông chỉ duy trì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là sẽ xử lý tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các chốt trực này. Trước đó, tại chốt 08 trạm thu phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang của tỉnh Hưng Yên, thực hiện rút lực lượng từ 22 giờ ngày 14 tháng 10, các vị trí trước trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Căn cứ vào hai tiêu chí về tỷ lệ ca mắc mới ngoài cộng đồng, dân số, thời gian, độ bao phủ vaccine trong hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện nghị quyết của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, CDC Hà Nội đánh giá Hà Nội đáp ứng đủ tiêu chuẩn tiêu chí cấp độ 1 vùng xanh bình thường mới.